Xin chào toàn thể các bác nhà mình. Hôm nay là tri ân cho toàn thể các bác anh em mình mới cái dòng lan. Hôm nay là kênh nó đạt 2.000 lượt đăng ký. Hôm nay tri ân cho các bác giá rẻ, cực kỳ yêu thương cho các bác sưu tầm. Như trước màn hình các bác anh em mình đây là hai cái chậu bẹt võ tòng rất là đẹp, em của Lâm Sung. Cây đang đi rất là lực, rất là khỏe. Một cái chậu này và một cái chậu này. Cái chậu võ tòng này chia sẻ yêu thương cho các bác là một cái mức giá là yêu thương, cực kỳ yêu thương là 250.000. Rất to, rất lực các bác nhé. Đó, chậu số 2 gồm có hai thân. Chậu này là 150.000 cho các bác chơi, sưu tầm. Đó, em của Lâm Sung, bẹt võ tòng. Tiếp theo thì chia sẻ cho các bác nhà mình là cái bầu cát tường bay 24 giờ. Một cái mặt bông khá siêu tầm, khá là đẹp. Hôm nay chia sẻ cho các bác nhà mình một cái gọi là tri ân 100.000 2 kg cho các bác sưu tầm nhé. Bông bầu cát tường bay 24 giờ đấy. Rất đẹp, bác nào lấy thì báo em nhé. Tiếp theo thì em chia sẻ phụng tiên. Phụng tiên thì các bác biết rồi, mấy ngày thì bán cũng rất là nhiều. Hôm nay chia sẻ yêu thương cho các bác nhà mình một chút. Thì là cái chậu phụng tiên này là chia sẻ cho các bác nhà mình giá là 300. Đó, chậu số 2 300, chậu số 4 300, chậu này duy nhất 200. Cực kỳ yêu thương. Tiếp theo là một cái chậu Mitsu Minh Phát chia sẻ yêu thương cho các bác nhà mình 500.000. Dòng 50 trắng Mitsu Minh Phát 500. Tiếp tục là một cái chậu Sơn Ứ Sơn La Ki 52 đẹp, cực kỳ phê pha, để cho các bác sưu tầm. Mức giá cực kỳ yêu thương, tình thương mến thương nhé, 500.000. Đó, trong ngày hôm nay rất đẹp, gọi là một cái tri ân. Tiếp theo thì Hồng Hải Đăng chia sẻ yêu thương cho các bác nhà mình luôn. Số 1 150 100.000. Số 2 150. Số 3 150. Đó, rất yêu thương. Tiếp tục là một cái dòng 50 trắng Ngoạ Vân chia sẻ cho bác nhà mình cũng yêu thương, 400.000 đồng. Đó, rất yêu thương. Và một chậu đôi mắt Pleiku chia sẻ yêu thương cho các bác nhà mình hôm nay giá là 800.000 đồng. Đó, chậu số 2 là 1.000.000 đồng. Đó, và chậu số 3 là một cái chậu cờ đỏ, mấy ngày là bán 1.200.000, 1.300.000. Hôm nay tri ân cho các bác nhà mình giá là 1.000.000 đồng, rất yêu thương. Đó, tiếp tục là một cái chậu cờ đỏ to, mấy ngày bán 7.000.000, hôm nay lấy các bác nhà mình 6.000.000 đồng. Đó, bác nào có điều kiện kinh tế thì sưu tầm cái bông cờ đỏ rất đẹp. Tiếp theo là một đơn Long Khánh cũng cực kỳ đẹp, rất là yêu thương, để cho các bác nhà mình cái giá êm ái 11.000.000 đồng. 11.000.000 đồng. Đó. Tiếp tục là chia sẻ cho bác nhà mình một cây kinh bác rất là đắt đỏ trong đợt này, 90.000.000 đồng. Và một cây Khang Vân chia sẻ cho bác nhà mình một cái giá yêu thương 1.000.000 đồng. Đó, rất đẹp. Và tiếp theo chia sẻ cho bác nhà mình một cây Hồng Giai Nhân là một cái giá yêu thương là 200.000 đồng. Là cây số 1. Cây số 2 là 150.000 đồng. Và tiếp theo là Vô Thường. Vô Thường thì kỳ đã thuần chậu rồi, chia sẻ cho bác nhà mình giá yêu thương 100.000 đồng một chậu. Chậu số 1 100. Chậu số 2 100. Chậu số 3 100 cho bác sưu tầm. Tiếp theo là Hồng Phong Nguyệt. Hồng Phong Nguyệt thì hôm nay sẽ chia sẻ yêu thương là 150.000 hai chậu. Đó. Và tiếp tục là một chậu Hồng Phù Hoa cũng chia sẻ yêu thương cho bác nhà mình là 500.000 đồng. Đó. Và tiếp theo một cây cờ đỏ gồm có một mắt lớn và một mắt nhỏ chia sẻ yêu thương cho bác nhà mình một cái mức giá yêu thương là 600.000 đồng. Đó, một cây Hồng Trung Chi rất là đẹp, ngọn đang đi rất là lực, chia sẻ cho bác nhà mình là 200.000 đồng. Đó, một cây mắt báo, một mặt bông khá là đẹp,
và rất là đáng sưu tầm. Hôm nay để cho bác nhà mình cái key mắt báo này là 450.000 đồng. Chậu số 2 mắt báo là 400.000 đồng. Chậu số 3 mắt báo là 1 key, 2 key, chia sẻ yêu thương là 450.000 đồng. Đó. Tiếp tục là một cái chậu 50 trắng ánh dương 100.000 đồng. Đó. Và tiếp theo hồng phai, một cái bông hồng lá mít chia sẻ yêu thương cho các bác là một cái giá cực kỳ êm ái là 500.000 đồng. Đó. Có cả thân mới mắt ngủ nữa nhé. Chậu số 2 chia sẻ cho bác là 400.000 đồng. Và chậu số 3 chia sẻ cho bác cái chậu này là mầm rất lực rất khỏe nhé, 600.000 đồng, còn rất là nhiều mắt ngủ. Đấy, cực kỳ yêu thương. Và tiếp theo thì để cho bác mình mới cái bông bầu nương tử này, 150.000 đồng, cái chậu hai thân. Đó. Chậu số 2 cũng là 150.000 đồng. Chậu số 3 cũng là 150.000 đồng. Đó, gồm có hai thân bầu nương tử rất là đẹp. Và mắt kỳ hoa thì để chia sẻ yêu thương cho bác mình là 200.000 đồng một mắt. Đó. Cắt gần hết rồi các bạn, 200.000 đồng. Đây còn một khúc này nữa này. Đó. Rất yêu thương. Và hồng xòe, các bác không thích hồng xòe, không quen hồng xòe đâu. Hồng xòe này thì bác nào lấy thì cực kỳ yêu thương, rất là yêu thương luôn. 120.000 hai chậu, rất là đẹp nhé, 120.000. Đấy. Bạch tuyết thì các bác không thích rồi. Đó. Một cái chậu mít các bác không thích, mít là các bác không thích rồi. Và ở đây có một cái chậu hồng minh châu nái rất là khủng luôn, chia sẻ yêu thương cho các bác nhà mình luôn. Cái chậu hồng minh châu này là to vật vã luôn các bác. Đó, to lắm, 3-4-5 mầm ạ. Đây có cả kỳ trên thân, chia sẻ yêu thương cho các bác nhà mình là cái chậu hồng minh châu này là 300.000 đồng. Đó, cho các bác chơi. Đó. Tiếp theo bẹt pháo bay, chia sẻ yêu thương. Bẹt pháo bay này chia sẻ cho bác nhà mình cái giá sưu tầm. Hàng này cũng có ít thôi, 200.000 đồng nhé. Đó, 200 cho bác chơi. Đó, bông rất đẹp, 200. Tiếp theo là kỳ hoa, đẹp, cực kỳ đẹp, 1.200.000 đồng cho kỳ số 1. Kỳ số 2 là 1.300.000. Kỳ số 3 là 1.300.000. Đó, rất yêu thương. Đấy, các bác sưu tầm thì lấy nhé, đẹp tuyệt trần luôn. Đó, rất đẹp. Một kỳ đại cát, cực kỳ yêu thương, giá là 2.000.000 đồng. Rất đẹp, rất xuất sắc. Đó, 2.000.000 đồng. Đó, bật kỳ hoa thì rất yêu thương, 1.300.000 những kỳ to như này thì quá là yêu thương luôn các bạn. Đó, thì bác nào mà sưu tầm cái nào thì báo em. Đấy, các bác trồng lan thì nên trồng cái loại vó thông to này, cây nó rất là phát triển các bác nhé. Đó, và em xin chào tất cả các bác.